Chào các bạn, chụp ảnh đêm hay chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, nó là một cơn ác mộng thực sự đối với rất nhiều tay máy. Vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta chụp hình trong điều kiện ánh sáng yếu thì cái tốc độ của cái bàn chụp nó sẽ đóng mở rất là chậm. Thì khi đó khả năng rung nhè, khả năng out nét của tấm ảnh rất là cao. Bạn không có tripod, không sao, bạn không có đèn flash, chẳng vấn đề gì cả. Thì 5 tuyệt chiêu dưới đây sẽ giúp cho các bạn có thể chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu một cách hoàn hảo hơn. Và hãy like, subscribe và share video clip nếu các bạn thấy hay nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Thì cái tuyệt chiêu đầu tiên đó chính là sử dụng tiêu cự ngắn nhất có thể. Nhiều người nghĩ rằng với những cái ống kính nhiều tiêu cự dài có thể giúp chúng ta bớt di chuyển trong cái quá trình chụp. Đó chỉ đúng với điều kiện ánh sáng ban ngày mà thôi. Còn nếu với điều kiện ánh sáng ban đêm, nếu các bạn zoom ra với cái tiêu cự dài nhất có thể, ví dụ như ở đây là 200, thì khi đó các bạn biết đấy, khi mà cái tiêu cự càng dài thì nếu mà chỉ cần chúng ta có một cái độ rung rắc nhẹ thì dẫn đến cái ảnh của chúng ta sẽ bị nhòe rất là cao. Và đặc biệt là trong môi trường ánh sáng đêm, khi mà cái tốc độ màn chụp của chúng ta đóng mở chậm thì chỉ cần một rung rắc nhỏ nó sẽ là làm cho cái ảnh của chúng ta bị nhòe. Và trong trường hợp ánh sáng đêm thì cái cách để chúng ta giải quyết đó chính là chúng ta sử dụng cái tiêu cự ngắn nhất trên cái ống kính của chúng ta và chúng ta di chuyển thật gần lại với chủ thể, thì lúc đó cái khả năng mà rung lắc sẽ rất là hiếm khi xảy ra. Và đồng thời, nhiều khi mà chúng ta di chuyển lại gần chủ thể, chúng ta sẽ có thể tìm được ở một cái nơi nào đó trên gương mặt của chủ thể nó có một chút ánh sáng, thì khi đó bức ảnh của chúng ta sẽ ấn tượng hơn đấy. Tuyệt chiêu thứ hai đó chính là sử dụng ống kính fix. Nhiều người nghĩ rằng cái ống kính zoom đa tiêu cự nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho chúng ta. Tuy nhiên trong điều kiện ánh sáng yếu thì chưa chắc đâu các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì trong điều kiện ánh sáng yếu, cái độ mở lớn nhất của ống kính zoom hiện tại tôi biết nó chỉ mới là 2.8. Trong khi đó ống kính fix của chúng ta nó sẽ mở đến 1.2, đó là độ mở lớn nhất của ống kính. Và thêm một điều nữa, thường ống kính fix nó sẽ nhẹ nhàng hơn ống kính zoom. Vì sao? Bởi vì trong thành phần cấu tạo của ống kính fix nó sẽ có ít thấu kính hơn so với ống kính zoom. Và thêm một điểm cộng nữa cho ống kính fix đó là vì sao? Ống kính fix thường nó rẻ hơn so với ống kính zoom các bạn. Và nếu các bạn có đủ kinh phí, các bạn có thể chọn 85mm f1.2. Tuy nhiên, đối với những bạn sinh viên không có nhiều tiền hoặc các bạn có ít kinh phí thì các bạn có thể chọn 85mm f1.8 hoặc các bạn có thể chọn 50mm f1.4 của Canon. Với những ống kính fix có khẩu độ lớn và một cái giá cả phải chăng, nó sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những bạn muốn chụp hình trong môi trường ánh sáng yếu. Tuyệt chiêu thứ ba đó chính là sử dụng cái cánh tay của các bạn để các bạn làm tripod. Thì nếu các bạn đi chụp ánh đêm, các bạn quên mang theo tripod, thì các bạn có thể sử dụng cái cánh tay của các bạn để các bạn làm thành một cái tripod. Thì cái cách làm của các bạn là như sau: các bạn lấy cái cánh tay trái, các bạn đặt lên vai phải của các bạn. Đồng thời các bạn cầm cái camera của bạn, các bạn đặt cái phần ống kính này lên trên cái bắp tay. Và đồng thời cái chán của các bạn sẽ tì vào cái phần viewfinder này. Thì lúc đó cái bắp tay, cái bàn tay của các bạn, đôi vai và cái phần camera, cái chán, nó sẽ tạo ra một cái điểm tựa vô cùng vững chắc cho các bạn khi mà các bạn chụp ảnh đêm với cái tốc độ màn chụp rất là chậm. Tôi sẽ biểu diễn cho các bạn xem. Đặt lên, đặt camera đây, dùng chán tì vào và các bạn đã có một điểm tựa vô cùng vững chắc rồi đấy. Tuyệt chiêu thứ tư đó chính là sử dụng những ống kính có khẩu độ mở lớn. Thì như các bạn đã biết rằng là khi các bạn chụp trong môi trường thiếu sáng, nếu các bạn mở khẩu thật lớn thì lúc đó lượng ánh sáng thu vào cảm biến càng nhiều, thì hình ảnh của các bạn có thể được sắc nét. Trên thị trường có rất nhiều loại ống kính có khẩu độ mở lớn và giá cả thì rất là đa dạng. Nếu các bạn không có đủ kinh phí thì các bạn có thể chọn những cái ống kính có cái khẩu độ mở lớn và giá cả phải chăng. Ví dụ như là 50mm f1.8 STM hoặc là 85mm f1.8. Còn nếu các bạn có điều kiện dư giả, các bạn muốn đầu tư những ống lens có cái chất lượng thấu kính cao, khẩu độ mở lớn, thì các bạn có thể chọn Canon 85mm f1.2. Thì cái giá cả của chiếc ống kính này hiện tại ở bên thị trường bên Mỹ đang là 1.849 đô. Và hoặc các bạn có thể chọn Canon 35mm f1.4 đời thứ hai, thì hiện tại giá cả của chiếc lens này ở bên thị trường Mỹ đang là 1.649 đô. Cái tuyệt chiêu thứ năm mà tôi thấy rất ít các nhiếp ảnh gia bày cho các bạn đó chính là chụp hình trắng đen.
Thì vì sao? Bởi vì khi các bạn chụp hình trong cái môi trường thiếu sáng mà các bạn đẩy ISO lên cao thì khi đó cái bức ảnh của các bạn ra sẽ ra rất là nhiều nhiễu, nhìn nó vô cùng khó chịu. Thì cái cách mà chúng ta giải quyết cái vấn đề này đó chính là các bạn hãy chuyển cái bức ảnh của bạn thành trắng đen nhé. Lúc này nhiễu nó sẽ ít hơn đấy. Thì trên đây là hai cái bức ảnh mà tôi chụp ở cùng tiêu cự, cùng khẩu độ, và cái ISO tôi đẩy lên là 25600. Thì với cái khả năng khử nhiễu tuyệt vời của Canon 5D Mark 4 thì chúng ta sẽ thấy có ít cái sự khác biệt. Tuy nhiên, nhưng mà nếu các bạn sử dụng những dòng máy crop hay là những dòng máy full frame đời thấp hơn thì các bạn có thể sẽ thấy cái nhiễu nó xuất hiện nhiều đấy. Và có nhiều bạn cũng có hỏi tôi rằng là tôi thường hay dùng cái ống kính nào để tôi đi chụp hình trong điều kiện ánh sáng yếu. Thì câu trả lời của tôi đó chính là Canon 35mm f1.4 đời 2. Thì có những cái ưu điểm sau mà tôi dùng nó để tôi đi chụp hình trong điều kiện ánh sáng yếu. Cái thứ nhất, nó là một ống kính fix. Cái thứ hai, nó là tiêu cự nó khá là ngắn để tôi có thể tiến lại gần chủ thể và tôi có thể tìm được một cái bố cục đẹp hay là một bố cục ánh sáng đẹp ở trên gương mặt chủ thể. Cái thứ ba là nó khá là nhẹ. Cái thứ tư, khẩu độ mở của nó khá là lớn, f1.4. Và cái thứ năm, cái độ dài của nó vừa đủ để khi mà tôi đặt lên cái bắp tay này của tôi, nếu mà tôi quên mang theo cái tripod. Xin chúc các bạn có những cái shot hình low light thật hoàn hảo.